Mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với tất cả các bạn vì sao mà chúng ta đủ giờ, đủ sức, sau đó chúng ta gửi đơn mà chúng ta không được duyệt. Thì mình cũng xin phép được chia sẻ vấn đề này để đến tất cả các bạn để được duyệt khi mà chúng ta gửi đơn nha. Nào, chúng ta bắt đầu. Gần đây, việc mà để xét duyệt bậc kiếm tiền nói chung là rất là khó khăn các bạn ạ. Để mà giải quyết được cái vấn đề này, các bạn nên nhớ cho mình một số vấn đề. Vì sao? Bản thân mình cũng đã bị vấp phải và sau đó chúng ta khắc phục được thì bật kiếm tiền một cách rất là dễ dàng. Vấn đề đầu tiên các bạn, trước khi mà chúng ta gửi đơn thì chúng ta xem cái thời gian của mình, rồi cái số lượng người đăng ký, làm sao phải cho nó dư ra các bạn nhé. Nó dư ra ít nhất thì cũng phải là, thí dụ như là cái 1.000 người đăng ký thì chúng ta cho nó dư ra khoảng là 1.000, 1.200 gì đó chúng ta hả gửi đơn. Còn cái thời gian á thì là 4.000 giờ đúng không nào? Chúng ta hết sức cố gắng làm sao mà cho nó ra khoảng ví dụ là 4.000, 4.200, sau đó chúng ta hãy gửi đơn xét duyệt. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai á, chúng ta trước khi mà gửi đơn á, các bạn sẽ kiểm tra kỹ tất cả các video của chúng ta, xem là cái hình thumbnail chúng ta có làm bắt mắt chưa. Đó là một cái điều quan trọng đó các bạn. Vấn đề thứ ba, chúng ta sẽ kiểm tra cho mình là tất cả các video mà chúng ta làm trong thời gian vừa qua đó, xem coi có những cái video nào mà chúng ta lấy về từ cái kho tàng, từ cái mà dữ liệu của YouTube. Ví dụ như là video từ cái kênh lớn, là cái kênh Bisabay, Bisel, rồi chúng ta sẽ ghép nhạc của nhạc YouTube. Chúng ta xem cái kìa có không. Nếu vậy là cũng không được các bạn nha. Cái vấn đề thứ tư á, các bạn coi cái phần mô tả. Chúng ta xem coi những cái phần mô tả chúng ta đăng lên, chúng ta có mô tả rõ ràng hay không. Chúng ta không có được quên cái phần mô tả các bạn nhé. Chúng ta hết sức cố gắng là xem từng video. Cái vấn đề thứ năm, các bạn xem cái thẻ, tức là cái từ khóa đó các bạn. Chúng ta coi có làm hết chưa cho tất cả các video. Vấn đề thứ sáu, các bạn coi tất cả những cái video của mình nó có bị cái nội dung trùng lặp hay không. Ví dụ trùng lặp là sao? Ví dụ như là cái một cái video đó mà chúng ta miêu tả về con sói ví dụ đi nhé, tiếp tục một thời gian sau các bạn quên đi, các bạn vẫn làm một cái video đó cũng miêu tả về cái con sói, tức là hai cái video này nó trùng lặp với nhau, như vậy cũng không được nữa các bạn. Nếu tất cả các bạn làm được những cái vấn đề này thì mình tin chắc rằng khi mà chúng ta gửi đơn xét duyệt á là sẽ 100% là được hết các bạn. Chúng ta khắc phục những cái điều này cho mình. Bởi cái bản thân của mình á, là đã bị cái vấn đề này rồi. Khi mà chúng ta gửi đơn lên 2 hoặc là 3 ngày sau là cái phản hồi liền, sử dụng lại nội dung, coi như là mình phải mất đi 1 tháng nữa. Các bạn hết sức chú ý vấn đề này để chúng ta cùng nhau mà chúng ta đưa cái kênh của chúng ta lên để chúng ta được bật kiếm tiền. Khi mà chúng ta cùng nhau làm, cái điều mong ước nhất là gì? Để chúng ta được là BKT, bật kiếm tiền. Và những đôi khi chúng ta làm hoài mà không được bật gửi đơn hoài. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn thành công. Bye bye.